Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với website của Mua Online Giá Tốt. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại máy làm sữa hạt đến từ những thương hiệu khác nhau cùng với mức giá và kiểu dáng khác nhau. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể chọn lựa cho mình một chiếc máy làm sữa hạt phù hợp với gia đình mình nhất? Thì trong video này mình sẽ nêu ra một số tiêu chí để chúng ta có thể nhìn nhận toàn diện hơn về chiếc máy làm sữa hạt, giúp cho tất cả chúng ta chọn được một máy làm sữa hạt phù hợp với gia đình mình nhất. Thì để chọn được một chiếc máy làm sữa hạt tốt thì chúng ta cần cân nhắc một số lưu ý dưới đây. Đầu tiên là về kiểu dáng và thiết kế hiện đại tiện dụng. Theo các nghiên cứu chứng minh, có đến 80% người tiêu dùng quyết định mua hàng dựa trên tiêu chí kiểu dáng, thiết kế sản phẩm. Nếu sản phẩm chỉ đảm bảo đủ tiêu chí chất lượng, có lẽ không thể thu hút được rất nhiều khách hàng. Chính vì thế, trong nhiều năm trở lại đây, các nhà sản xuất không ngừng thay đổi và cải tiến mẫu mã các loại máy làm sữa hạt, làm cho thị trường phân khúc này trở nên sôi nổi hơn rất nhiều. Các gam màu máy hiện nay được người mua yêu thích nhất đó là màu đen, màu xám, màu xanh lương và màu đỏ. Hoặc các loại máy có cối được làm bằng thủy tinh cũng có lượng người mua lớn vì nó tạo cảm giác tinh tế và sang trọng trong căn bếp của mình. Hầu hết các loại máy làm sữa hạt tốt hiện nay đều được tích hợp bằng điều khiển LED cảm ứng giúp người sử dụng dễ dàng thao tác máy. Thứ hai là về chất liệu. Chất liệu của sản phẩm không chỉ ảnh hưởng đến độ bền của máy mà còn ảnh hưởng tới chất lượng của sữa và sức khỏe của người sử dụng. Vì vậy, khi chọn mua máy làm sữa hạt thì bạn cần chú ý đến tiêu chí này. Đối với bình đun sữa thì bạn cần ưu tiên sử dụng các chất liệu cao cấp như là inox hoặc thép không gỉ, bởi đây là hai chất liệu có độ bền cao, hơn hết là đảm bảo an toàn đối với sức khỏe của người sử dụng. Đối với lưới lọc thì bạn ưu tiên sử dụng chất liệu inox cao cấp, được thiết kế nhiều lỗ nhỏ li ti giúp lọc sạch sữa để tạo độ sánh mịn. Tuyệt đối không nên sử dụng các loại máy có lưới lọc được làm từ chất liệu nhựa. Ngoài ra thì vật liệu chế tạo máy làm sữa hạt còn phải dễ dàng vệ sinh và lau chùi sau khi sử dụng xong. Thứ ba là dung tích của xay. Một loại máy dung tích phù hợp nhu cầu sử dụng đa chức năng sẽ tối đa hóa hiệu quả sử dụng, tiết kiệm điện và tiện lợi. Thông thường với những gia đình 1 đến 2 người nên chọn máy dung tích tối thiểu là từ 1 lít. Còn nếu nhu cầu cao hơn thì bạn có thể chọn máy với dung tích lớn hơn. Thứ tư là công suất xay. Một chiếc máy làm sữa để xay nhuyễn được các loại thực phẩm thì phải có công suất motor lớn hơn máy sinh tố thông thường, tốt nhất là từ 800W trở lên. Việc công suất máy lớn có thể tiêu tốn điện năng một chút, nhưng bù lại sẽ cho ra chất lượng nguyên liệu đảm bảo yêu cầu. Thứ năm là về khả năng vận hành của máy êm ái, ít tiếng ồn. Hầu như các loại máy làm sữa hạt hiện nay đều hạn chế tối đa nhất việc gây ra tiếng ồn. Vận hành êm ái, đây cũng là một trong những tiêu chí được người dùng đặt lên hàng đầu khi quyết định mua. Về chức năng và công nghệ thì chắc hẳn người tiêu dùng nào cũng muốn và sử dụng một chiếc máy sữa la lăng, có thể sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau. Cho nên bạn cần tìm hiểu kỹ chức năng và công nghệ của máy làm sữa đó. Thứ 6 là về chức năng và công nghệ. Chắc hẳn người tiêu dùng nào cũng muốn mua và sử dụng một chiếc máy làm sữa hạt đa năng và có thể sử dụng với rất nhiều mục đích khác nhau. Cho nên bạn cần tìm hiểu kỹ chức năng và công dụng mà chiếc máy làm sữa đó đang sở hữu để đưa ra quyết định nên lựa chọn loại sản phẩm nào. Hơn hết là nhu cầu sử dụng của bản thân. Ví dụ như nếu nhu cầu sử dụng của bạn chỉ để làm sữa thì chỉ nên chọn những sản phẩm có chức năng làm sữa. Ngược lại, nếu nhu cầu của bạn vừa để làm các loại sữa hạt, vừa để làm sinh tố, xay cháo thì chọn những thiết bị có nhiều chức năng và tích hợp nhiều công nghệ hiện đại hơn. Thứ 7 là về giá thành. Khi chọn mua bất kỳ một sản phẩm nào thì giá cả luôn là một trong những yếu tố được quan tâm hàng đầu. Trên thị trường hiện nay, một chiếc máy làm sữa hạt có giá dao động từ 1,2 triệu đến 5 triệu đồng tùy từng loại. Tùy theo nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế mà bạn có thì chọn cho mình một sản phẩm phù hợp. Cuối cùng, điều mà chúng ta cần lưu ý quan tâm khi mua máy làm sữa hạt đó chính là nguồn gốc và chế độ bảo hành. Việc mua một chiếc máy làm sữa hạt có nguồn gốc và thương hiệu rõ ràng sẽ giúp bạn yên tâm hơn trong quá trình sử dụng. Hãy mua những
hãy mua ở những cửa hàng, siêu thị, điện máy uy tín, bán hàng có trách nhiệm và bảo hành đầy đủ. Thông thường thì các loại máy làm sữa hạt trên thị trường hiện nay đều có thời gian bảo hành từ 12 tháng trở lên. Tuyệt đối tránh xa hàng giả, hàng nhái. Việc này sẽ giúp bạn tránh được tiền mất tật mang. Và vừa rồi là toàn bộ những tiêu chí mà mình muốn đưa ra cho các bạn biết khi mua máy làm sữa hạt. Mình hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp bạn chọn được máy làm sữa hạt phù hợp với gia đình mình nhất. Link mua hàng sản phẩm thì mình đã để sẵn ở dưới phần mô tả, các bạn có thể tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.